Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi chiều ha. Chiều hôm nay thì hai anh em mình lên đường đi đánh chim mỏ nhác nha các bạn. Đây anh em mình sao nha các bạn. Chào bạn cái em ơi, trai ơi. Rồi giờ xả lưới qua đó đi. Giờ mình lựa cái địa điểm này nha các bạn. Cái miếng đất này là cái miếng đất người ta bỏ nha các bạn. Mùa này người ta không có xả các bạn ơi. Cho nên mình chọn cái vị trí này mình đánh thử tay lưới tàng hình coi nó có dính chim mỏ nhác gì nhiều không nha các bạn. Sao mình đi mình không thấy con nào bay chứ các bạn ơi. Thì sẵn đây mình có cũng một chút tâm sự với các bạn luôn ha. Thì mấy hôm trước á mình có làm mấy cái video mà hướng dẫn cách nhậm lưới với hướng dẫn cách nha giăng lưới gắn đó các bạn. Rồi mình cũng có xuống lưới gọn nha các bạn, nhưng mà quê mình á thì giờ đây các bạn thấy trên đồng khô gan nè các bạn, như lúa người ta mới xài nè. Nó bao la hết nha các bạn, mình giăng nó không dính bạn. Cái đó mình nói thiệt, mình đã đi giăng rồi mà 30 tay mình đi thăm hôm nay không dính con nữa các bạn. Rồi mình thấy vậy mình không dám xuống lưới thêm nữa nha các bạn. Mình để mấy chục tay lưới đó luôn. Nếu mà khi nào mình đi thăm có dính á thì mình mới quay mấy cái video bẫy gắn được nha các bạn. Còn không chắc mình sẽ quay trở lại bẫy biềm biệp hoặc là bẫy chuột các bạn ơi. Chứ quê mình thì gắn nó hiếm lắm nha các bạn, nó rất là ít. Với phần mình giăng cách đây cũng 10 năm, hơn 10 năm rồi đó các bạn. Các bạn cũng biết rồi. Lưới bẫy gắn tàng hình thứ mình đang làm đó các bạn thì bẫy nó hiệu quả lắm nha các bạn. Tại vì có ha là nó nói chung là các loại gắn nó đều dính hết đó nha các bạn. Còn mình bẫy lợp á, nhiều khi á nó dính mặt gắn hổ hành, hổ ngựa, hổ heo rồi thôi nha các bạn. Còn thứ lưới mình giăng như mấy năm trước mình có giăng, mình cũng có làm video đó các bạn. Thì nói chung gắn gì cũng dính hết bạn. Cho nên giết giờ quê mình nó giảm dữ lắm, giảm mình nghe các bạn. Giờ mình giăng 30 ta lưới mà để 2 ngày đó đi thăm không dính một con luôn bạn. Rồi mình quay lại chủ đề chính bạn ơi, thì mình sẽ xả lưới này ra mình tiếp nghe mình nghe bạn. Rồi mình giăng lên đây, ta lưới này thì 50 mét nghe bạn. Đó mình quýnh đây qua tới bờ xài bên đó nghe bạn. Rồi tối nay á anh em mình có đi thăm á, mình sẽ mời các bạn theo chân mình trải nghiệm ha. Giờ này thì mình tranh thủ để giăng các bạn ơi, nó cũng 5 giờ mấy gần 6 giờ nghe bạn. Hẹn gặp các bạn lại tối nay. Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi tối nha. Tối hôm nay thì hai anh em mình cũng lên đường đi thăm cái ta lưới mình bẫy chim mỏ nhác buổi chiều đó các bạn. Nói chung thì mình bẫy loại chim nào nó đi ăn đêm nhất tối các bạn thì nó bay nó dính thôi nha các bạn. Nghe mình cũng đồng hành mình mà đi tuốt mày ruộng mãi kìa các bạn. Đó đi mép bên đó nha các bạn. Mình đi mép đây, mình đi về tới mình lội coi có chim giật mình đó các bạn, nó bay tới nó không thấy lưới mình á thì nó dướng vô nha các bạn. Cũng sắp tới ta lưới rồi đó các bạn ơi. Mà không biết có không đấy các bạn ơi, tại mùa này cũng không phải là loại mùa, không phải là mùa của nó nha các bạn. Tại mình thấy có miếng đất bỏ trống nè. Rồi hai anh em mình vác ta lưới ra buổi chiều đó mình đánh thử ra có dính con gì không nha các bạn. Thì nói chung cái đánh lưới này các bạn mà chỗ nào có chim mỏ nhác đánh dính nhiều lắm nha các bạn. Nhưng mà tại quê mình thì săn bắt nhiều năm riết rồi cũng giảm lắm nha các bạn. Dính hả? Rồi rồi rồi. Ê đừng gọi nó. Rồi bay đi luôn các bạn ơi. Sảy rồi. Dính con một hả? Em mình nói dính như có con một các bạn ơi. Gì hả? Từ từ thôi, từ từ thôi. Gỡ con này trước đi. Ờ gỡ con này trước đi chị ơi. Rồi ta lưới mình giăng đây nha các bạn, mình giăng đây dài qua tới bên ruộng đây luôn rồi các bạn ơi. Nói chung là thất thủ hay gì các bạn ơi. Dạo này săn bắt khó khăn quá các bạn ơi. Đây hành trang của mình đây nha các bạn. Để mình lội ra các bạn ơi. Nghe mình như rớt lại hả? Nó bay ngang luôn, nó không đi tới nữa. Nãy nó xảy hình con bạn, mình đi tới mình thấy nó bay tới mà nó bay ngang nha các bạn, nó không bay vô ta lưới mình. Quá trời mập. Ngay mai qua trời mập nay mô. Trời hai anh em mình hy vọng dính 5-6 con gì làm được nồi khìa nghe các bạn. Chứ cỡ này săn bắt khó khăn quá bạn ơi, hết biết mập rồi. Ừ, bạn đây nè. Loài chim này thì nó hay đi ăn đêm lắm nghe các bạn. Nên là có đất chấm chấm này mình đánh được, còn mấy miếng kia người ta xả lúa mình bẫy không được nghe các bạn. Hồi nãy thấy có con vạc nữa các bạn mà nó không dính. Rồi cái đó thủng lớn hay gì đó chị ơi. Cái này xảy con gì? Xảy con vạc á. Mấy con vạc nó mướt vậy đó rồi nó nhảy ra. Ừ, chỗ lưới này thủng sảy con vạc nha các bạn. Tại lưới này các bạn mình xài là 0.18 đó các bạn. Chiên đánh ba cái con mỏ nhát đó các bạn. Cho nên vạc thì có con dính con không nha các bạn, nó ưa sảy đó. Nhiều khi nó thủng lưới mình đó các bạn. Đây, chỗ nữa. Rồi, được có hai con quận này các bạn ơi, để mình đuổi quận nữa coi có không nha các bạn. Con này dính ngay dính cái chân hả? Dạ. Ừ, nha. Này dính yếu rồi các bạn ơi. Miếng đất này thấy ngon quá vậy mà không có nhiều nha các bạn. Để mình ra ngoài mình đuổi vô cái đó. Để ra quận đầu ngoài mình đuổi vô thử coi có dính không nha các bạn. Đây. Rồi, được hai con nha các bạn.
Nói chung con này nó cũng mập lắm nha các bạn. Con này mà thì nước dừa guti nha các bạn. Đậu phộng, đậu vô, dưa leo, rau sống đồ ngon lắm nha các bạn. Hy vọng được 5 con thôi các bạn ơi, chứ sao bữa nay mình thấy hiu quá nha các bạn. Mấy năm trước mà mấy anh em mình nói chung là đánh một mẻ lớn như vậy nha các bạn là một đêm 50, 60, 30, 40 con là bình thường bạn, còn bây giờ sao mà giết con gì nó cũng giảm quá nha các bạn. Sao bắt thiết nó quá giảm rồi. Quê mình hiện giờ thì nói chung thì còn kêu trống chị? Kêu trống. Phải không? Nó đó. Mình đi đuổi nó rồi mà sao ăn sao mình nghe kêu nha các bạn. Để hơi mình đuổi quận hay quận nữa coi có không nghe các bạn. Rồi nói chung đuổi cửa này được có 2 con hả các bạn ơi. Để anh em mình sửa lứa lại. Rồi mình đi ra đầu ngoài mình đi dài vô thứ coi nó có dính không nghe các bạn. Tại miếng đất này nó dài tới 500 mét lần mà mình căng giữa đất. Ta lứa này của mình thì căng đây nha các bạn. Ta lứa tàng hình này khó thấy lắm nha các bạn. Mình đưa cái bên các bạn mới thấy được nó nè. Lứa này là mắt lứa 7 phân nha các bạn. Cái này là mình xài cao 6 mét rưỡi đó các bạn ơi. 6 mét mấy 7 mét mà mình bóp tùng rồi thì nó còn khoảng độ 4 mét rưỡi nha các bạn. Chiều cao của nó các bạn, nó 4 túi 5 cộng dây viền nha các bạn. Rồi, nói chung là mới có 2 chú hả các bạn ơi. Hy vọng đuổi cử sau coi nó có dính không nha các bạn. Thì cử này mình chỉ thăm thôi các bạn ơi, rồi mình bỏ tới sáng nha các bạn. Tới sáng mình thăm cử nữa coi cử sáng có dính không các bạn ơi. Này đặt hổm mà cũng lâu lâu rồi đó các bạn, mình có đánh miếng đất người ta cũng mới xế đó các bạn. Mình đánh miếng đó bữa đó được đâu mấy chục con nha các bạn. Sao miếng này ngon hết sức mà mình đánh chiếc này dính được có mới 2 chú các bạn. 2 con này ngon quá các bạn ơi, mọc ù à. Mùa này nó mọc thù lù à. Loại chim này thì nó xương nó giòn lắm nha các bạn, ngon lắm. Chắc cái con nãy nó bay á. Con nãy nó bay ngược lại. Rồi để mình bỏ nó vô cái túi này nghe các bạn. Rồi mình đuổi thử quận nữa coi có không nha các bạn. Rồi mình sẽ quay chia sẻ với các bạn. Rồi mình cũng đuổi quận này coi có dính không nha các bạn. Ra đầu ngoài mình đuổi cũng gần tới ta lứ rồi nè các bạn ơi. Bên đó dính rồi chẹp. Con một hả? Dở lên coi còn nữa không? Rồi dính được có 1 con một nữa các bạn ơi. Bữa nay sao thất thủ quá các bạn ơi, con này nó mới được có 3 con nha các bạn. Cắn vô nè. Ngoài cắn vô. Rồi đây ta lưới này thì mình bỏ tới sáng thử coi nó có dính không nha các bạn. Chứ giờ là thua. Nói chung là cỡ này săn bắt nó vậy đó các bạn ơi, quê mình giờ á quá trời đồng nghiệp rồi. Bắt cái gì cũng đụng hàng hết nha các bạn. Rồi giờ để mà anh em mình gỡ con này ra các bạn ơi, rồi mình đi về sáng nay á mình đi thăm á các bạn. Nếu mà có dính thì mình sẽ quay lại trải nghiệm các bạn ha. Còn nếu mà không dính nữa thì chắc mình xóa cái video luôn bạn ơi. Chứ dính có 3 con hả bạn ơi. Rồi nhiều khi vậy chứ, nhiều khi buổi sáng nó dính nha các bạn. Rồi đây. Rồi con này nó được 3 chú bạn ơi. Rồi giờ mình cũng xin ngưng đây nha các bạn. Rồi sáng nay khi mình đi thăm ta lớn này các bạn, có dính thì mình quay tiếp nha các bạn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng ha. Chào các bạn buổi sáng cái em trai ơi. Thì sáng hôm nay các bạn thì hai anh em mình đi ra thăm cái tài lưới tàng hình mình đánh chiều qua các bạn. Tối thăm được có 3 con hả các bạn ơi. Sáng nay ra con sao nha các bạn. Mà từ xa mình thấy như có dính kìa các bạn ơi. Em thấy có dính đó anh Tâm ơi. Rồi lại sơm sơm mình cuốn chắc cuốn quá các bạn. Cuốn ha để chịp. Để thử đêm nữa rồi dính không? Để nữa sợ không dính nữa, tại thấy nó dính cũng yếu quá nè. Bắt cu luôn nè. À, nói chung là được mấy con thấy treo lủng lẳng kìa các bạn ơi. À, ba ve. Ba con hả? Ba ve. Đâu dở lên coi còn dính dưới đất rồi không? Thôi ở đằng kia dính nữa kìa. Có. Kìa, ngon lạnh bạn ơi. Em. Rồi gỡ đi em trai. Đây nghe bạn mình ra tới ta lứ mình ngồi các bạn. Ở bài chim xe xẻ nó sắn vô nữa kìa. Mà chắc không dính đâu tại vì lứ mình 7 phân nó lọt nha các bạn. Đây này là 3 con buổi tối nha các bạn. Tối thăm được có 3 con mình tưởng chết không bạn. Mà sáng ngon quá nè các bạn. Sáng dính 4-5 con gì kìa. Mình thấy treo lủng lẳng kìa. Cái con này mập không nha các bạn. Vậy là tính ra vậy là cũng ngon lành nè nghe các bạn. Mình tưởng đâu không dính không mà sáng treo lủng lẳng vậy là thấy im rồi. Nhờ giấc sáng rồi. Nhờ giấc sáng rồi tối được có 3 con ha. À, miếng đất các bạn thấy giờ người ta trên đồng quê mình đó các bạn là người ta
có miếng xạ miếng hông nè các bạn. Mấy miếng này là người ta bỏ nè các bạn, bỏ người ta nhử lúa gài lên đó các bạn, rồi người ta xế bỏ đó, cho nên mình tranh thủ mình đánh nè nha các bạn. Đưa cầm luôn cho các bạn thấy ngon không đó, mập bù nha các bạn. Loài chim này mập lắm đó đã, mình tưởng đâu chết quớt không nha các bạn. Hồi tối thì nó nào ngay có ba con, mình tưởng thắt thủ rồi. Buổi sáng này mình thấy các bạn thấy dính treo lủng lẳng chân nè, nè ngoài sáng vô nè anh Tâm. Này nó đi ăn buổi sáng nè, nay đi ăn giác 4-5 giờ sáng, 3-5-6 giờ sáng nè. Thời ơi, cái con chuồn chuồn mà bự bằng lớn mà. Im im nghe các bạn, đằng đẵng hình như dính hai con hay vậy, hai con chịp ơi, hai con nằm sát đất luôn các bạn, hai con nãy đi tắm sình luôn rồi. Nè bạn thấy nè, hai chú nghe các bạn, còn nữa không? Ở đẵng còn con nữa chịp ơi, vậy là dính được 5-6 con, 6-7 con gì đó, vậy là được 5 con cà cuốc hay gì đó phải không? 5 con cà cuốc với một con còn nha các bạn. Đây là thành quả buổi sáng, treo lủng lẳng sát mới là bạn nó quậy sình dính vô mình hết trơn rồi nè. Đằng trước đằng con nữa. Để hơi mình hỏi nghe mình coi nó muốn cuốn ta lưới này hay là để đây nha các bạn, mình cũng chưa biết nữa nè. Nhiều khi mình để đây coi ban ngày coi có cu bay qua bay lại coi có dính không nha các bạn. Tại miếng đất này người ta cũng không có gấp xế nên mình cũng không gấp cuốn nha các bạn. Chắc để đại đây luôn quá, để nhiều khi có dính nữa thì mình quay các bạn trải nghiệm cùng mình nữa ha. Còn không dính thì thôi, không dính thì mình cuốn về để thử một đêm nữa coi. Gỡ mấy chim mỗi nhát trước đi hả, gỡ con cò sao, cò nó nằm tuốt ở trên kìa. Đây hai con, hai con đó quá xịn nè, quá xịn này, dính này hôm nè. Không mấy lại gỡ con đẳng này chẹp, con đẳng sạch kìa rồi hả, gỡ con đó để gỡ đó giơ tay nữa, gỡ hang đó mình rửa nó luôn. Ngon lành nghe các bạn. Tưởng đâu thác thủ không, không ngờ nhớt giác. Buổi sáng cũng ngon lành. Mình đánh ta lưới từ đây qua đó nè các bạn. Nhiều khi mình kêu lưới tàng hình nó có bạn không hiểu. Đây mình quay các bạn cận cảnh bạn xem ha. Nó mà ban ngày nè, mình quay là kế bên các bạn còn nhìn không thấy nha các bạn. Chỉ quay xuôi máy gì các bạn nhìn thấy được cộng dây viền nè. Đó, ta gọi là lưới tàng hình đó nghe các bạn. Nói chung là con chim nó bay nó khó nhìn thấy lắm. Nó mới dướng vô nghe các bạn, cho nên nhìn thấy thì nó né liền hả. Quá mập. Rồi. Nướng. Ngon lành, ngon lành. Rồi, giờ để mình tiếp em mình gỡ mấy con này các bạn ơi, còn ba con nữa nghe các bạn. Đằng đây dính hai con với con cò treo đầu lủng lẳng đầu đẳng các bạn ơi. Rồi mình gỡ tiếp em mình cái mình quay thành quả buổi sáng với buổi tối cho các bạn xem ha. Nói chung ngon lành bạn ơi. Mấy con này mập lắm nghe các bạn. Mấy con này á thì quê mình nói nạo ngay á thì bán cũng được 30k con nha các bạn. 30-35 con ngàn bạn ơi, cũng tùy theo lúc. Rồi, giờ để mình ngưng lên cái các bạn ơi. Rồi, mình cũng vừa gỡ mấy con cà cuốc xong nha các bạn. Chim mỏ nhát cà cuốc là quê mình cũng kêu nó cũng có một thứ đó nha các bạn. Thì một con cò nó xỉu rồi mình bỏ đó nha các bạn. Đây thì thành quả đây nha các bạn, được 9 em nha các bạn. Nói chung con nào cũng nấy u nu rồi đã lắm bạn ơi. Mái không đã quá đã. Mấy con này nè các bạn, nó mập lắm, nó u nu à. Mấy con này mà khìa nước dừa là hết sảy luôn nha các bạn. Bữa nay về không mấy anh em mình nấu cháo nó đi hay gu ti. Chắc gu ti đi ha, gu ti ngon hơn. Thứ gì mà chịu nổi anh em. Này gu ti vậy chứ ra một chảo đó nghe các bạn. Mặn cay nhiều lắm. Mình mua cà chua, ngò gí, dưa leo đồ. Nói thấy hấp dẫn ha anh em. Trong được 9 chú nghe các bạn. Phải 9 con không ta? 9 con. Vậy là 9 con nghe các bạn. Cái gì là em nè. Mái nhiều. Rồi bây giờ các bạn cũng cho mình kết thúc video đây ha. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nghe các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng máy bay các bạn, máy bay các bạn nha.